Chán thiệt chứ. Thằng cha già đó ghê gớm thiệt. Dụ mình vô ăn miếng bánh, uống miếng nước, rồi hả, tính kế mình. Thì đó, tao cũng nghi ngờ lắm. Nghe nói đâu á, ổng đòi kiện cho nó, bây giờ tính làm sao? Cái gì? Cái gì nói lại coi. Cái gì? Ổng đòi kiện đó. Đòi kiện hả? Ừ. Bớt hù tôi đi bà. Trời ơi nè, con Xuân nó ký tên vô rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi. Tôi đố 10 cha của nó xuống tay kiện không được nữa. Kiện cái gì mà kiện? Vậy nha. Cho vay nặng lãi là phạm tội hình sự đó. Cái gì? Hình sự? Cho vay nặng lãi hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Bây giờ tính sao? Không ấy mình về, mình nói chị Đại đi. Chị Đại tính sao mình làm vậy? Ừ thôi đi về hỏi chị Đại đi. Tôi biết chỗ của con Xuân đang ở đâu. Gì vậy? Hả? Ủa, ở đâu ra vậy? Nhỏ này đâu ra vậy? Ở đâu vậy trời? Thật ra nếu mà mọi người muốn tìm nó, ừ, là phải đến tận cái nơi mà nó làm thì mới mong tìm được nó ha. Còn tôi cũng từng là chủ nợ của nó, tôi cũng bị nó quỵt tiền. Thấy mấy người á, tôi đồng cảm, cho nên tôi mới giúp. Ghê vậy đó hả? Vậy hả? Nó cũng quỵt tiền của cô hả? Ừ. Trời ơi, con nhỏ này nó lầy lội dữ vậy ta. Thì bởi vậy mới nói con nhỏ này nó kỳ cục lắm. Nhà giàu, có tiền, mà lại đi mượn nợ. Mượn nợ xong lại không trả. Mà con nhỏ này á nha, phải gặp mấy tay anh chị á thì mới vừa. À. Cái con nhỏ này nó khốn nạn thiệt. Đợt này hả, tụi mình sẽ chơi sát nút nó, rồi sát dán nó luôn. Đúng rồi, nè, anh chị đây. Ủa vậy hả? Thằng này, nói với anh vừa chị luôn nè. Thôi, giờ cho địa chỉ đi. Rồi, lấy địa chỉ đi, mình qua mình xuống nó liền. Tôi nói với anh chị nghe. Sao sao? Cái con nhỏ này á hả, nó không phải là tầm thường đâu. Nhà của nó có cái xưởng sản xuất lớn lắm ha. Rồi em gái của nó cũng sắp lấy chồng Việt Kiều rồi. Bản thân nó thì gia đình chồng có của ăn của để. Nói chung mấy anh chị á hả, phải tìm đến cái xưởng của nó, quậy phá tanh bành, quậy phá cả cái nhà chồng của nó luôn, thì đúng mới rồi. Mong là đòi được tiền nợ. Tôi nói thiệt luôn á. Cái cô này nói có lý. Bây giờ mình chỉ cần hỏi cổ địa chỉ, xong mình tới mình quậy banh cho nó luôn, thế nào cũng đòi được tiền, đúng không? Đúng rồi. Qua xúc nó. Rồi bây giờ cô cho tụi tôi cái địa chỉ một phát nha, bảo đảm tụi tôi tới quậy banh về làm chợ luôn. Đúng rồi, xúc nó. Xúc luôn. Đưa điện thoại đây tôi chỉ cho. Chi vậy? Thì tôi chỉ cái địa chỉ cho anh. Sao cô không nói luôn đi, còn bắn định vị chi vậy hả? Con Xuân đâu rồi? Xuân ơi. Xuân đâu rồi? Xuân. Mày biết hay sao mà tụi tao kêu mày không nghe hả mày? Tụi bay đập đá cái nhà này cho tao. Gì vậy? Chạy mày. Cái gì vậy? Cái gì? Ra làm đây. Cái gì? Ở đây ai nợ ai? Ai nợ ai mà tới đây đòi nợ? Kêu Xuân ra đây, nó định trốn hả? Cái gì? Tôi hỏi bà là con Xuân đâu? Tìm nó để làm gì? Đòi nợ chứ làm gì? Nó làm gì nợ nần mấy người? Bà đừng bậy cuộc đời nghe, tôi nói bà nghe nha. Ê, mày làm cái gì mày nhá nhá, mày sàng sàng trước mặt tao? Không phải ăn chơi đâu, xin giới thiệu với bà nghe. Bà biết tụi tôi là ai không? Biết. Ai? Xàm xàm bá láp chứ. Bớt giỡn nha, tụi tôi là cao bồi ruộng nha bà. Gì? Cao bồi ruộng hả? À. Sợ quá, mày khè tao hả? Nè, muốn gì? Ông sợ phải không? Nè, nói cho bà nghe nha, con Xuân á. Sao? Nó thiếu tụi tôi 300 chai. Trời ơi, con Xuân nó có uống bia hồi nào đâu mà thiếu 300 chai. Đúng rồi anh, nó có uống bia hồi nào đâu. Tao xả mày một cái bây giờ, mày không phải đồng bọn tao, tao cho mày rớt cái nón bây giờ. Ủa? 300 triệu đó bà. Hả? Thiếu tụi tôi mà bây giờ nó không trả tiền, bà thấy nó giỡn mặt tụi tôi chưa? Nhiều. 300 triệu. 300 triệu. Trời, giỡn chơi hoài mày. Gì? Trời đất ơi, ở đây con Xuân nó là con dâu của tôi nè ha. Nó làm ăn á, nhỏ lắm, đâu có làm ăn to lớn gì đâu. Mong vậy mà nợ. Mượn cái số tiền lớn dữ vậy ha. Coi chừng lộn đó, ở đây cũng nhiều Xuân lắm nha. Đi chỗ khác đi chứ đừng có chàng ràng ở đây là không được à. Kè nè, kè. Bà giờ cho nè, kể đi. Phản quan vô mặt tao chi vậy? Giấy nợ rõ ràng nha. Chi vậy? 150 triệu tiền gốc, 150 triệu tiền lãi. Tổng cộng chỉ có 300 triệu thôi hà. Có chữ ký, có tên nó rõ ràng. Gì? Có phải chữ ký của con dâu bà không? Trời ơi, nhát tao hoài. Đưa lại coi coi, tao chưa thấy kỹ. Ê, nghĩ sao tôi đưa bà coi? Tiền đâu? Đưa tiền, tôi mới đưa bà giấy. Bà già bà không thấy đồ á. Chị Hai này đưa cho bà coi bà đi. Coi cho kỹ nha, đi. Bà nè, chữ ký của ai? Có đúng chữ ký con dâu bà không? Đó, để xem bà còn dám giỡn cho đúng tôi chưa? Không? Giấy trắng mực đen rõ ràng. Đúng rồi. Con bà mượn tiền bây giờ phải trả tiền mà đóng lại chứ. Đúng rồi. Trời ơi, nhỏ này nó điên rồi sao trời. Bây giờ sao? Bây giờ bà tính sao? Nè, nó là con dâu của tôi thôi, không gì? Phải là con tôi. Thế không coi. Có liên quan gì hết á. Mấy người đi giùm cho nghe. Ở đây tôi không có nợ nần gì mấy người. Mấy người đừng, tôi không có dính líu gì thế hết coi. Nha. Đừng có đứng đây mà sàng ràng. Một hồi tôi báo chính quyền bây giờ. Cái gì? Nè,
Dù sao nó cũng là con dâu của bà ha. Con dâu bà nợ thì bà phải trả chứ. Đúng rồi. Làm gì có cái luật đó. Bà đòi báo chính quyền hả? Ừ. Bà đòi báo chính quyền kìa. Trời ơi, bà đòi báo chính quyền hả? Bà báo đi, bà báo đi. Coi tôi này sợ bà không? Ừ. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Bà liệu hồn á, bà mà không trả đi coi chừng tôi đó. Mày làm cái gì? Mày làm cái gì? Cái gì cũng làm hết á. Mày làm cái gì? Tao sẵn sàng chơi với tụi bay nè. Thôi thôi thôi, bây giờ không có nói nhiều. Bây giờ bà không trả đúng không? Đúng rồi đó. Bà không trả giờ sao? Bây giờ con dâu của bà. Ừ. Con dâu của bà cưới con trai của bà. Đúng rồi. Bây giờ mình kiếm con Xuân nó không trả thì kêu chồng của nó trả. Đúng đúng. Mà nếu như thằng chồng nó không trả thì sao? Thì tụi bay biết làm gì rồi đúng không? Em xách lá chuối nãy giờ qua, bây giờ có dịp dùng rồi. Mày muốn cắt cái gì mày cắt? Con dao này chị thấy không? Tuy nó không bén nhưng mà nó khứa từ từ một hồi cũng rớt lỗ tai ra. Mà lỡ em khứa không rớt lỗ tai mà em khứa rớt chỗ khác được không chị? Sân chơi này là của mày, thích chỗ nào khứa chỗ đó đúng không? Ừ. Cùng lắm mình lấy cái tai hay cái chân của nó ra cầm chơi được không mày? Thích nó vậy. Hồi nhỏ em thích chơi búp bê lắm. Mày thích chơi búp bê đúng hả? Rồi bởi vậy cái tai cái chân em mắc bẻ ra bẻ vô, nắng lên nắng xuống công giống như em đi nè. Trời ơi, tháo ráo được luôn. Dạ. Tức giận quá. Nè, mấy người không được làm càn nha, không được làm càn nha. Bây giờ tôi nói nghe là tôi không nói nhiều nữa, bà già lắm rồi. Dạ rồi, tha cho bà đi. Ừ. Bây giờ bà không trả, tôi trì hẹn cho bà 2 ngày nữa nha. Nếu mà không có, tôi quay lại không có bà đừng có trách. Nãy giờ chắc bà cũng thấy rồi. Đúng đó rồi. Không có thì đúng đừng rồi. Có trách. Nghe rõ rồi nha. Tụi bay. Dạ. Ê khoan, làm gì chị? Làm gì? Đi 2 ngày nó quay lại. Đi đâu? Đi đâu? Đi. Đi kiếm mình thằng đi kiếm con của bà. Con của bà. Ê, đợt này nha, bà mày không trả nha, cùng lắm tao với chị mày nè, tại vì nhà trai gả nó cho mày luôn. Thích quá. Vậy là em sắp có chồng rồi. Đi tìm chồng của mày liền. Đi. Khoan. Chưa chị đi nữa hả? Con chồng con về. Ôi, thằng này chưa làm dâu lịch sự quá. Thôi chào chị xuôi nha. Bà nhớ nha, chị hẹn 2 ngày cho bà đó nha. Đời này đời nọ chứ đừng có hãm hại đời con tôi. Lộc ơi, Lộc ơi.